không vào. Quá đáng tiếc, kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở ngay những phút đầu tiên. Pha cứu thua xuất sắc của Tuấn Linh đã giúp cho Than Quảng Ninh thoát thua, nhưng quan trọng hơn nó giúp cho tinh thần của các cầu thủ khách. Một pha sút thẳng rất nguy hiểm, cơ vào, bóng tiếp tục rơi cột dọc. Pha dứt điểm của Lê Văn Thắng. Quá đáng tiếc, đội chủ nhà đã có 3 cơ hội rõ nét để có thể đem về bàn thắng mở tỷ số. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã chơi xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Anh có phần giật mình nhưng vẫn cản phá thành công cú đá phạt đền, cú đá phạt của Lê Phạm Thành Long. Văn Thắng áp sát rất nhanh. Quá đáng tiếc, khung thành đã bỏ trống nhưng pha dứt điểm của Văn Thắng. Trịnh Văn Lợi rất nguy hiểm. Đường tập bóng hơi sâu của Trịnh Văn Lợi vô tình đã tạo ra những khó khăn dành cho Huỳnh Tuấn Linh. Một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Thành Trường, Thành Trường, cướp vào, thêm một quả nữa mà vẫn không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Đỗ Bello. Đoàn Thành Trường đã có một pha xử lý có thể nói là cực kỳ khôn ngoan, và sau đó là nỗ lực để tạo ra cơ hội cho Đỗ Bello. Hãy cùng xem lại tình huống này. Khống chế bóng vừa đủ để vượt qua cầu thủ đối phương trước khi trả ngược lại cho Đỗ Bello. Mạnh Cường, Mạnh Hùng vô lê. Môn Huỳnh Tuấn Linh đã có một phản xạ xuất sắc và phối hợp hay của cầu thủ Nam Định. Tất cả đã bị hút về hướng di chuyển của Đỗ Bello, và Mạnh Hùng cũng đã có một quyết định xử lý cực kỳ tự tin của Mai Xuân Quyết. Bello tốc độ, Đỗ Bello, cơ hội dành cho số 19 Bello, một cú chính mũi dày nhưng không có bàn thắng. Ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Hai hậu vệ của Than Quảng Ninh đã không thể theo kèm được Đỗ Bello. Đó không phải là một đường truyền cho Rafael Sơn, và người đồng đội của anh đã tỏ ra tương đối tiếc nuối. Ở nhịp cuối cùng thì Đỗ Bello. Hải Long người đã thay vị trí của Hải Huy trong trận đấu này là một người cũ của Viettel. Bruno để vào ngôi giày. Nhịp tiếp bóng cuối cùng của Bruno là hơi đáng tiếc. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, rõ ràng là trong gần 20 phút đầu tiên của trận đấu này, Viettel không hề có ý định thay đổi lối chơi giống như những gì mà họ đã thể hiện ở trận đấu gặp Dương Nam Hà Nam Định. Sẵn sàng chơi chậm, đá với lực lượng đông bên phần sân nhà, nhưng hoàn toàn có thể phát huy. Một cơ hội rất tiếc là không thành công. Pha băng đá đầy kinh nghiệm của Huỳnh Tuấn Linh đã chơi dưới sức và không đảm bảo yêu cầu. Khoảng trống trước mặt, Hoàng Văn Long ở phía trong đá đa không được. Huỳnh Tuấn Linh đã băng ra làm hẹp góc sút và Tanda. Ánh mắt vừa rồi đủ để hiểu được rằng Tanda biết có Hà Đức Trinh ở phía trong, không phải biết thắng Thanh Thịnh trong góc. Có chuyền vào Phạm Văn Long, đấy đâu, một tình huống sóng gió trước khung thành của Than Quảng Ninh, nhưng bàn thắng đầu tiên cho FC Đà Nẵng vẫn chưa tới. Chúng ta cùng xem lại quả tạt của Thanh Thịnh. Hai cầu thủ tấn công bên phía FC Đà Nẵng đều là những người có tầm vóc tốt, Phạm Văn Long và Tanda. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Tô Văn Vũ nguy hiểm. Huỳnh Tuấn Linh đã cứu thua một cách ngoạn mục, và đây là lần đầu tiên trong trận đấu này Tuấn Linh đã cứu thua một cách ngoạn mục và đây là lần đầu tiên trong trận đấu này
Tuấn Linh buộc phải trổ tài. Một trận đấu mà Tuấn Linh đã rất nhàn nhã, nhưng anh vẫn đang giữ được sự tập trung cần thiết, và chính sự tập trung đó đã giành quyền kiểm soát bóng. Văn Vệ, cơ hội dứt điểm không vào, pha bay người cứu thua của Tuấn Linh. Một pha đi bóng và sửa bóng về góc xa rất nguy hiểm của Văn Vĩ. Chúng ta xem lại tình huống quạt bóng của Văn Vĩ, loại bỏ Văn Việt và sau đó sửa bóng về góc xa. Mansaray, Văn Công, rất nguy hiểm và cứu thua của Tuấn Linh. Những pha chơi bóng cực kỳ tự tin, một pha dàn xếp tấn công rất có nét của đội chủ nhà. Có quá nhiều những cầu thủ Than Quảng Ninh có mặt trong khu 16m50, nhưng một đường ra bóng thuận lợi và Văn Công ở tuyến 2 đã tung ra một pha dứt điểm rất căng. Thêm một lần nữa Tuấn Linh thể hiện đẳng cấp của mình. Đẩy bóng đi vô sang ngang. Những tình huống quả tạt của Văn Minh rất khó chịu. Trung Hoàng rất căng, lại là một pha cứu thua của Tuấn Linh. Trung Ngọc có đầy đủ không gian và thời gian để ngắm nghía và tung ra một pha úp mù rất căng. Bóng đi đúng vào vị trí của Tuấn Linh. Đường chuyền của Xuân Trường. Đánh đầu, pha cứu thua của Tuấn Linh. Cầu thủ Quảng Ninh đang hết sức tự tin kiểm soát bóng ở phần sân nhà. Pha xử lý có thể nói là hết sức mạo hiểm của Tuấn Linh. Không nhiều thủ môn có thể dám xử lý những tình huống như vừa rồi.